Tổng bí thư hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng dự tiệc trà. Trưa ngày 19 tháng 8, tại Bắc Kinh, ngay sau buổi hội đàm rất thành công, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thân mật mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trà nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có truyền thống uống trà lâu đời trên thế giới, đã hình thành nên những nét đẹp về văn hóa trà. Tiệc trà là một nghi thức lễ tân rất đặc biệt thể hiện sự gần gũi, thân tình. Với ý nghĩa đó, trong các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, cùng với chương trình làm việc thường có bố trí tiệc trà. Tiệc trà là dịp cùng nhìn lại những bước phát triển lớn trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian qua, bày tỏ vui mừng về những thành tựu tích cực đã đạt được. Trong đó có việc tăng cường các chuyến thăm cấp cao, trao đổi về các biện pháp lớn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước, nhất trí cùng nhau nỗ lực tăng cường giao lưu làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Trước đó, sáng cùng ngày, lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Đoàn xe chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Đại lễ đường Nhân dân. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón. Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời bắn 21 phát đại bác chào mừng. Đoàn đại biểu Trung Quốc tham dự lễ đón có Chánh văn phòng Trung ương Đảng Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị, Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trịnh San Khiết và các quan chức khác. Hai lãnh đạo sau đó duyệt đội danh dự, chụp ảnh chung và tiến hành hội đàm. Ngoài cuộc hội đàm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết chuyến thăm là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc năm nay. Chuyến thăm cũng sẽ có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo. Theo Bộ trưởng, chuyến thăm còn thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của hai bên trong củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc trên thế giới, sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 171,9 tỷ đô la Mỹ. Thương mại 6 tháng đầu năm tăng 24,1%. Lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam tới nay là 2,1 triệu lượt, đứng thứ hai và đã vượt tổng số năm 2023. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều tối ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương trên ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam và cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Sau đó, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã báo cáo với Tổng bí thư, Chủ tịch nước và đoàn về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc và công tác người Việt Nam tại đây. Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đây là lần đầu tiên thăm Trung Quốc trên cương vị mới theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị mới là để cùng Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc trao đổi về các biện pháp tiếp tục đi sâu và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc. Đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tiếp tục phấn đấu trong công tác ngoại giao, kinh doanh thương mại, học tập nghiên cứu, hòa nhập cùng cộng đồng sở tại,
củng cố sự tin cậy lẫn nhau, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, đề xuất các cơ chế hợp tác mới phù hợp với điều kiện cụ thể của hai nước, mang lại lợi ích cho cả hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình và phát triển, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ chăm lo cho người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Một mốc son mới trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Theo Bộ trưởng Ngoại giao, chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Người đứng đầu ngành ngoại giao cho biết, hai bên đều rất mong đợi chuyến thăm và kỳ vọng sẽ đạt được những thành quả trên một số phương diện. Một là, trên nền tảng quan hệ đã được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam, tiếp nối và phát huy hơn nữa xu thế phát triển tốt đẹp. Thuận lợi của quan hệ Việt-Trung có được sau các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước thời gian qua. Duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Hai là, thống nhất về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm xây dựng hiệu quả cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng 6 hơn đã được hai bên nhất trí. Trọng tâm là tiếp tục triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kết nối đường sắt, thương mại nông sản, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Ba là, thông qua trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, thực chất về vấn đề biên giới lãnh thổ, cùng nhau xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển. Không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Người đứng đầu ngành ngoại giao tin tưởng rằng, với sự coi trọng đặc biệt và phối hợp chặt chẽ của cả hai bên, chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đánh giá những thành quả hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, quan hệ hai nước sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022 và chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023, hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng 6 hơn, mở ra chương mới cho quan hệ song phương. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!